Hello, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn nha. Moto Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua, bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Có mua, có bán, có trao đổi luôn ha quý khách. Rồi, vẫn như mọi khi, Moto Văn Nga sẽ review giới thiệu những chiếc xe, cập nhật những chiếc xe mới về, những chiếc xe đang có sẵn tại cửa hàng để phục vụ anh em đam mê quan tâm xem chơi và có hợp ý thì lựa chọn ha. Đây, cái clip ngày hôm nay sẽ dành cho bé Triumph, một chiếc Triumph đời 2022 ha. Rồi, ngày nào cũng xoay quanh những động vật quý hiếm không à. Nào là Harley nè, Triumph, Honda. Nói chung từ sáng đến tối quằn với xe không à. Chơi với chơi với người thì ít mà chơi với xe là nhiều. Rồi, nhiễm xe luôn rồi. Rồi, cái clip ngày hôm nay sẽ dành cho bé Triumph Ship Master đời 2022. Theo thì được biết thì cái tông màu này là tông màu của 2023 luôn chứ không phải là 2022 đâu. Nhưng chiếc xe này được sản xuất 2022, cuối 2022 nha. Rồi, anh em xem. Được rồi, tìm một chiếc Ship Master hoặc là Bubber siêu xe lướt can đó mà không có xe, thật sự ra những chiếc xe can không có, thì anh em xem qua thử chiếc xe này có hợp ý hay không nha. Nếu hợp ý thì lựa chọn, đừng bỏ qua uổng ha. Lâu lâu mới có một chiếc xe lướt, chiếc Ship Master thị trường ra ngoài nó cũng không có nhiều lắm, mà xe lướt thì càng hiếm nữa. Đây, chiếc xe đúng một chủ đập thùng, lại là cái câu đúng một chủ nữa. Thường xuyên mua những chiếc xe lớn nên nó rơi vào đúng một chủ nhiều. Đúng một chủ đập thùng cuối 2022. Và đến hôm nay Odo tầm 5.000 không phải cuối 20 tháng 8 2022. Odo đến hôm nay là 5.000 km nha. Rồi, Ship Master thì các anh em đã biết rồi. Nó có hơi hướng nó hao hao giống với chiếc Bubber, nhưng chiếc Bubber thì không có cái yên sau này, nó sexy, nó một yên mà thôi. Chiếc Ship Master thì nó có được yên sau, dè sau, và cái tay lái nó cũng khác nhau một tí xíu, chứ còn cái thùng xăng và cục máy và mọi thứ là gần như giống tất cả ha. Các anh em có những anh rất là thích Bubber, nó sexy nè và nó một ghế ngồi. Còn các anh mà đi mà nhiều lúc chở bà xã hay chở bạn gái rồi đi rồi thì hoặc là chở con rồi ha, nói chung là chở người thì nó có thêm cái yên này nó cũng rất là hay, có yên sau nó cũng rất là hay. So với chiếc Bubber thì nó quá đẹp nhưng nó lại không có cái yên sau, lắm lúc cần thì nó cũng hơi bất tiện, thì nói nó giống là vậy. Đây cụm đèn trước cũng là đèn dạng đèn tròn ha. Triumph thì đèn tròn không à. Hiếm có những chiếc nào đèn khác của cái dòng Lexus nha, đèn tròn. Lexus là đèn tròn không thôi luôn đó. Rồi, cốt pha đèn đờ mi, led đèn sương mù định vị gì led hết nha. Rồi, đây. So với những chiếc Triumph khác thì cái đèn này, cái gáo đèn nó hơi khác một tí xíu. Mình tắt cho để sợ nó yếu. Chiếc xe 2022 nên chiếc xe được xài lướt 5.000 và nói chung là cực kỳ đẹp ha. Những miếng tem này cũng còn nguyên luôn. Rồi, dòng Triumph thì nó hoài cổ điển hơn ha, nhưng mà nó là xe thời thượng nha, kết hợp giữa cái hoài cổ điển và nó thời thượng hiện đại mình bây giờ ha. Nên cái nét đẹp nó luôn luôn đẹp, Triumph luôn luôn đẹp. Phần lớn Moto Văn Nga mua về những chiếc xe mình cũng khoe với anh em luôn, những chiếc xe lớn của Triumph về quán nhanh lắm. Các anh đón nhận rất là thắng ABS nha, thắng đĩa đôi ABS. Đây, nằm đây. Này câm ha, tâm á. Rồi. Tất cả đều rất là mới. Này cụm đồng hồ để cho coi Odo luôn đi. Odo hôm nay 5.282 km ha, 5.002. Xe này thì 2022 thì còn bảo hành đến 2024 ha quý khách. Rồi, mọi thứ còn rất là mới, rất là chuẩn ha. Cặp chìa khóa còn y nguyên luôn ha.
chưa dùng gì đến. Đây, còn y nguyên luôn. Xe đập thùng mới tại hãng thì hiển nhiên bảo hành còn xa rồi. Cái tông màu này, màu đỏ này, được biết là màu đỏ này là màu đỏ của 2023. Thì xe này được sản xuất 2022 nhưng cái tông màu của nó đã là tông màu 2023 ha. Xe được dán keo nguyên chiếc hết luôn, từ những cái thùng xăng này ha, những điểm này được dán keo bảo vệ. Nó có trầy xước vài điểm keo tí xíu thôi ha, không có gì hết. Quý khách mua về thích thì lột ra, không thích thì nó như vậy nó không sao. Trang bị được thêm một số đồ chống đổ, đèn trợ sáng tuôn. Cái giá trị nhất là cho trang bị trên cặp, trên xe này là cặp túi. Cặp túi này nghe anh chủ cũ, người anh, nói chung người anh chủ cũ này thân lắm, rất là thân, và anh đổi cũng vài lần xe rồi. Tuy rằng là chưa gặp mặt anh lần nào nhưng mà nói chuyện với anh em, nói chuyện nhau rất là nhiều, anh cũng rất là tin tưởng và mến quý anh em, rất là mến quý anh nhường cho cặp xe này. Theo như anh thì cặp này anh mới mua được, hôm mua xe luôn là mua cặp này tới 35 triệu ha. Quý khách xem là cặp túi 30 mấy triệu thì nó khác biệt rất là nhiều so với những cái cặp túi mà rẻ tiền ha. Cái nào nhiều tiền nó có cái cặp túi này thiết kế riêng cho Triumph ha. Này Triumph. Kể cả những cái túi nhỏ bắt trên chiếc Bubber cũng vậy, nó cũng đã 15 triệu rồi, hướng vừa chi một cặp túi lớn như thế này 35 triệu là đúng rồi ha. Nó rất là phong cách. Nhưng mà cái này không có khóa, đúng rồi, không có khóa nha. Để đồ là dễ mất lắm nha, nên các anh em có để đồ thì để dùng thôi, chứ còn không có bỏ trong này rất là dễ lấy ha, không có khóa. Còn trừ khi thì mình tự thiết kế thêm kiểu gì khóa thôi. Nó một cái phong cách chơi xe ha. Nước ngoài chắc có khi nó thiết kế nó cũng không ăn cắp gì quá, sao ở mình mấy cái túi như này chắc chắn phải có khóa. Lớn giờ phải có khóa. Rồi qua bên này luôn. Động cơ Bonneville Seedmaster 1.2 phân khối nha. Đây 1.2 phân khối. Động cơ này là chung với T120 ha, chung với động cơ của Bubber luôn. Rồi. Giải nhiệt bằng nước, bằng này là cụm phun xăng điện tử ha. Những chiếc Bubber, những chiếc Triumph thì nó luôn luôn hoài cổ đẹp, nó giả dạng bình xăng con vậy đó, chứ nó là phun xăng điện tử ha. Rồi, đây giải nhiệt bằng các nước, bằng dung dịch nha. Rồi. Giải nhiệt bằng dung dịch thì nó luôn luôn nó được giải nhiệt nhanh hơn so với giải nhiệt gió ha. Nhưng mà mình dùng phải kiểm tra, nhớ kiểm tra nước nha, dung dịch nha. Động cơ cục máy rất là đẹp nè. Rồi, này lốc nhôm nha, lốc nhôm chứ không phải là lốc sơn. Rồi, rất là đẹp. Này, chiếc xe mới mua này, cái dây xích này nó còn cái mỡ zin của cái dây xích luôn ấy, không chưa có bị chà rửa gì nhiều ha. Rồi, cặp túi bên đó và bên này cũng vậy, bánh xe tất cả từ trước sau xài lướt mới đẹp nha. Rồi, dáng dấp của những quý ông thành đạt khi dùng những chiếc xe này hả? Mình không có quý ông, nhưng mà mình xin ngồi thử lên anh em xem nha. Rồi, cái chiều cao yên của chiếc Seedmaster thì khá là thấp, khá là dễ chịu hả? 655 thôi, cái chiều cao yên thì thấp, rất là dễ chịu. Các anh mà lớn tuổi, thường các anh mà lớn tuổi mà ngại đi những chiếc xe nặng á thì nên lựa chọn chiếc xe như thế này. Chiếc này nè, hoặc là T120 cũng nhẹ, dòng này cũng nhẹ. Chiếc này thì trọng lượng khô thì coi thông số thì thấy nó là 245 kg, nhưng mà trọng cái
cái trọng tâm nó thấp á, và nó rất là linh hoạt, nó nhẹ, rất là dễ dùng. Cái tay lái nó tới như thế này, nó dễ chịu lắm. Đây. Đây, nó thiên về cổ điển mà, nó rất là ok, dễ chịu nha. À, nổ máy, cái chìa khóa nằm đây mà tìm hoài. Thì cũng anh em thông cảm, nhiều khi có những xe chìa khóa nằm riêng cổ, khóa nằm bên này. Lắm lúc hơi lóng ngóng vậy. Dòng này có hai mốt chạy hả quý khách, đi phố và đi đường trường, đi đường mưa ha, có hai mốt chạy. Nói chung Triumph thì nó tối giản về mọi thứ, thậm chí công nghệ chỉ có hai mốt thôi. Chiếc xe lên như thế này 600 mấy triệu nhưng cũng sử dụng hai mốt mà thôi, nó những cái cơ bản đủ của nó mà thôi. Chiếc này không có chế độ sport, chế độ sport thì nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà những dòng xe này dành cho những quý ông lớn tuổi, không muốn nói là già nhưng mà lớn tuổi mới dùng những như thế này ha. Còn thanh niên trẻ quá gặp chiếc này là lo độ không chơi, nhưng mà rất là phù hợp cho các anh đứng tuổi và những anh đã có sự nghiệp thành công rồi, muốn chu du đâu đó chơi, tạo một cái phong cách chơi, thì Triumph, ngôn ngữ của Triumph thì nó phục vụ cho cái tầm tuổi trung niên đổ lên nó như vậy ha. Còn trẻ nữa thì có Bopper, thậm chí là T120 cũng trẻ hơn cũng ok, trẻ nhất là Trident ha. Đây, nó mới quá giờ không nói gì thêm, không biết nói gì thêm nữa. À, cái dòng sau này thì mình rất thích cái dòng sau này, thì cái yên nó khác hơn so với thế hệ trước 2018, 2019. Thì cái yên nó có vẻ là đơn điệu hơn so với cái yên này ha. Cái yên này thì nó có cái nệm nó lớn hơn nè, có miếng đệm, có cục chỗ này nè, nói chung là sang trọng hơn rất là nhiều so với phiên bản trước. Các anh có thấy phiên bản trước 2018, 2019, 2020 của mình thì có không có cái này về thiết kế hay mua cái yên gì vô cho nó đẹp nha. Cái yên sau thì cũng dễ tháo rời lắm, nhiều khi đi một mình muốn bắp bờ, muốn sexy một yên thôi á, thì solo thôi, tháo cái này ra luôn, đi một yên cũng rất là đẹp. Rồi, chắc cái quý khách quan tâm nhất thì cái giấy tờ và giá. Giấy tờ này thì giấy tờ chính chủ, đúng chủ mua tại hãng ha, nhập khẩu hải quan chính ngạch nên việc công chứng sang tên rút gốc ok. Rồi cái thứ hai là cái giá. Cái giá chiếc xe này mua mới ra tên xong thì đợt đó thì nó phải đâu đó cũng phải rằng là 630, 640 gì đó ha, nó sẽ quanh về có khi là 650, tùy theo thời điểm nha. Và xe này được trang bị cặp túi này cũng hết 30 mấy triệu rồi, bộ chống đổ đèn tôn thì mình tạm tính tầm 40 triệu tiền đồ chơi thêm thôi, thì nó cũng phải 670, 680 rồi. Thì chiếc này có giá bán hôm nay là 565 triệu, đời 20 tháng 8 2022, một cái tông màu của 2023. Đúng ra là nó có bản 2023 nhưng sản xuất 2022, mình cứ tính 2022 đi ha. Thì những cái mà nó cúi nó qua luôn thì mình nói đúng 2023, còn cái này nó là 2022. Đây, giá đâu đó cắt lỗ và tiết kiệm được 100 triệu so với giá xe mới và kể cả luôn đồ ha quý khách. 565 triệu quý khách mua thì mình có thể bớt nhau tí xíu được ha. Xíu thôi nha, không nhiều. Còn một chiếc xe xài lướt đẹp như thế này thì không có gì bàn cãi nữa đâu. Rồi, quý khách có quan tâm thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại 0933 891954 và 0902 319854 nha. Mô tô Văn Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, Phượng Lộc, quận Bình Tân này. Này, doanh nghiệp mình ở đây, nhà mình ở đây nên quý khách cứ yên tâm ha. Anh em biết theo dõi nhiều rồi thì chắc biết rồi, không cần nói nhiều đâu. Nhưng mà những anh em mới xem sau thì mình bổ sung các anh em biết thì mình làm ở đây, nhà cửa ở đây, doanh nghiệp mình
ở đây có số điện thoại, hai cái số điện thoại là 0933 891954 và 0902 319854 nha. Có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn. Mình bổ sung nhiều như vậy để cho các anh em mà chưa quen á, để tin tưởng nhau hơn ha, tìm hiểu nhau dễ hơn. Đây cũng là một chiếc Triumph nhưng mà dòng Shift Tipple, một dòng Sport ha. Để dẹp cái ghế chỗ này qua một bên đây rồi để cho anh em dễ thấy. Này thì cũng từng lên hình nhiều rồi. Đây thì một dòng thể thao cà phê racer, một cái nét đẹp, một cái nét đẹp thiên về bạo lực hơn á, sport hơn á. Chiếc xe được sản xuất thiên về đường đua, thiên về tốc độ ha. Đây là những chiếc Sport của Triumph. Đây là Sport Cafe Racer ha. Một cái dạng đèn như vậy. Chiếc xe được trang bị cực kỳ đồ cao cấp, thuộc Olin điện nè, thế hệ mới nè, heo Rambo nè, make up carbon nè, carbon nè. Và hơn á, chẳng hạn như sườn này cũng là sườn nhôm nguyên khối ha. Nó đổ ra làm cái sườn nhôm này nên tất cả cái chất liệu làm ở trên xe này, cái sắt xe hình thành cái xe nó rất là nhẹ, 189kg cho chiếc xe này mà thôi. Và cái mã lực thì miễn bàn đối với một chiếc xe 1200 phân khối và một cái sắt xe nhẹ như vậy mà mã lực tới 180 mã lực cho chiếc Shift Tipple ha. Nên ra nhóm ga là đi, nhóm ga là đi rất là phê. Đây, nhiều lúc cần đi nó hỗ trợ mình đi rất là ok. Kể cả phuộc sau đây cũng vậy nè, là phuộc điện nha, phuộc ô liền điện luôn ha. Chiếc này hôm nay có giá bán phải thấp hơn so với đợt rồi ha, giá bán 520 triệu. Đợt rồi thì có là mà 545 triệu, hôm nay giảm giá là giảm giá 25 triệu. Rồi này có giá bán là 520 triệu nha. Này còn cái yên nữa nha, còn yên này là yên để đi solo, còn có thêm một cái yên nữa. À, chắc xin kết cái clip thôi, để vô đây nói một vài chiếc trong này nữa đi để quý khách lựa chọn. Vừa rồi có ghi hình chiếc Sportline, chiếc Harley Sportline, một dòng của Shorttail của Harley. Đây Sportline nha, nó dòng Cruiser Touring ha. Cruiser Touring thì Cruiser thì cái kiểu nó giống như là một chiếc Fat Boy tay lái và cái hình ảnh như vậy, nhưng mà nó có cái đèn này, cái mão này nó thiên về một chiếc touring hơn so với racer, và đặc biệt là nó có cặp thùng sau nữa ha. Thì nó nhỏ hơn so với Tripline, Rockline ha. Đèn thì nó giống chiếc Tripline ha. Tripline nhưng mà nó nhỏ hơn. Rồi. Chiếc xe đời 2021 và lăn bánh 3.300 cây. Một chiếc xe siêu xài lướt luôn. Trang bị được tiền đồ chơi cũng tầm 50 triệu, một cặp bô TBR slip on cũng hết hơn 30 triệu, và cái yên. Mới nổ máy chiếc Triumph mà nó nhẹ nhàng, nó lịch sự, còn đụng tới Harley nó bạo lực quá trời. Nói chung hơi mất dạy chút. Ở đây chiếc tay ga cũng hơi hiếm nè. Đây là chiếc tay ga của Honda, chiếc Fazer, chiếc Fazer 250cc nha. Dòng này rất là hiếm trên thị trường. Chiếc này đời 2012 ha. Xin lỗi, tính nói 2022. Này đời 2012. Một dòng tay ga phân khối lớn. Chiếc xe này keng lắm, cực đẹp, mình mới chăm sóc đồ lại nha. Hôm rồi về thì cặp vỏ nó hơi mòn, mình mới thay một cặp vỏ mới luôn. Dòng này dòng thắng ABS luôn ha quý khách. Một chiếc tay ga, nếu mà quý khách không lựa chọn xe tay ga thất
một chiếc xe nam tính ngồi dễ dùng, đi chu du vòng miền chơi hoặc đi phố, đi chợ, cà phê gì đa địa hình. Chiếc xe này rất là ngon, máy im như là xe điện luôn, động cơ của Honda cực kỳ im. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nha, xe hải quan chính ngạch nha, phải giờ đây bước vô đây ghi cả, tiện ghi luôn, thích thì ghi cái này riêng ra, còn không thì ké cái clip này một tí. Đây, chiếc xe rất là đẹp khen. Odo hôm nay trên đồng hồ 11.000, 199. Mình cũng xin nói luôn là cái Odo này sợ không đúng, mình mua của chủ thì y như vậy hả, nhưng mà nó cũng qua một vài lần chủ rồi, mình không dám chắc là cái Odo này nó đúng, thì mình cũng mong anh em thông cảm. Mình bán cam kết chiếc xe đẹp mà thôi hả, tại nó qua một vài lần chủ, 2-3 lần chủ rồi thì không dám chắc rằng nó sẽ đẹp, nó sẽ đúng, nhưng mà mình cam kết xe đẹp, xe không đẹp không giữ ý, trả lại không mất tiền. Máy móc zin và mọi thứ rất là, ngày xưa 300 mấy chục triệu, ngày hôm nay giá bán 145 triệu thì cũng đúng thôi, cô không dám nói là rẻ mà cũng không dám nói là mắc, tại vì theo năm tháng thì đối với chiếc xe này nó xuống giá, nó nằm cứ phân khúc như vậy là nó đúng, và nó rất là đẹp ha, rất là đẹp, ngầu lắm. Đây là chiếc xe thiên về chơi xe hơn là một chiếc xe thông dụng đi làm. À, thì giờ nói vậy chứ mua xong muốn đi đâu đi thôi. Rồi, mình Motovanga xin kết cái clip tại đây. Rất là chân thành cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ Motovanga rất là nhiệt tình. Và ủng hộ nhiệt tình các anh em có quên đăng ký kênh này nhớ đăng ký nha. Rồi, mình chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người, mọi nhà được nhiều sức khỏe. Rồi, xin chào tất cả.